mọi người đều thích những ngày nghỉ. Hãy xem trong video của chúng mình về cách xuân tiên nghỉ hè nhé. Dĩa nhựa ném là trò giải trí phổ biến cho những người yêu thích các hoạt động ngoài trời. Và đối với zombie cũng vậy. Zombie kìa! À, chạy đi! Nhưng chúng mình chỉ muốn chơi thôi mà. Tay mình! Bình tĩnh nào, bắt được rồi. Nghe này, sao chúng mình cần đĩa làm gì? Chúng mình sẽ chơi với bàn tay của bạn. Ha ha, như vậy vui hơn nhiều. Đó là cửa hàng zombie. Tay chân của bạn rơi ra bao nhiêu lần trong những tình huống không thích hợp nhất nhỉ? Kính chào quý khách, đến đây nào. Chà, bạn không thể sang người khác như vậy được. Với một bàn tay như thế này thì sẽ không dễ gì bắt được con người đâu. Nhưng chúng mình sẽ biết cách để giúp bạn đấy. Bàn dính 3.000 là giải pháp cho vấn đề của bạn. Chỉ cần dán lại bàn tay bị rớt ra như thế này. Bây giờ bạn có thể ăn bao nhiêu người tùy thích rồi. Bàn dính 3.000 và tay chân của bạn luôn ở bên cạnh bạn. Thật là một ngày tuyệt vời. Cuối cùng mình có thể đi dạo và hít thở không khí trong lành rồi. Gì thế kia? Là mổ sao? Mình chưa từng thấy trước đây. Lạ thật nha. Có lẽ mình đã đi sai đường rồi. Dường như đây mới là đường đi đúng này. Thứ mình với! Chạy đi, chạy đi! Đừng lo nha các bạn. Không gì phá được buổi cắm trại của chúng mình đâu. Con người vẫn đi dạo ở đây. Zombie cũng có những sở thích riêng đấy. Bạn đang vẽ bằng ngón tay sao? Thú vị nha. Nhưng mình có ý này hay hơn nè. Mình sẽ vẽ bằng ngón chân của mình. Đây là kiệt tác đấy nha. Vào những ngày lễ, cả zombie cũng thích bơi lội và tắm nắng đấy. Ánh mặt trời sẽ chiên mình mất. Mình cần kem bôi đặc biệt của mình. Tốt hơn rồi nè. Bây giờ mình có thể thư giãn rồi. Chào buổi sáng. Hôm nay mình ngủ rất ngon. Và đồ ham ngủ này vẫn còn nằm trên giường kìa. Đã nửa đêm rồi sao? Tốt lắm, đến lúc phải thức dậy rồi. Hôm nay chúng ta chơi bài đi. Trong những ngày nghỉ, chúng ta có nhiều thời gian để vui chơi đấy. Mình chia bài đây. Xong rồi. Mình có bài tốt này, mình nhất định phải thắng. Ồ không, mình có ý này. Vậy họ có gì nhỉ? Bây giờ thật dễ dàng để mình đánh bại họ rồi. Đúng vậy, mình đã làm được. Ha ha ha. Đồ lừa đảo này. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tính năng mới lạ hấp dẫn của đợt này. Đến đây với mình nào.
Đôi mắt bạn cứ rớt ra mỗi phút và bạn không thể theo dõi con mồi vì nó đúng không? Làm sao mà bạn bắt được con người nếu bạn không nhìn thấy anh ta chứ? Và lại một lần nữa, cửa hàng zombie đến giúp bạn đây. Lấy nhãn cầu của bạn ra và bôi phần lớn chúng bằng keo của chúng mình. Và để mắt của bạn trở lại đúng vị trí. Đấy! Bây giờ, con mồi của bạn sẽ không trốn khỏi bạn được nữa. Những ngày nghỉ là thời gian tuyệt vời cho một bữa tiệc zombie thú vị. Và bạn cần một số món ăn đặc biệt cho sự kiện như vậy. Những bộ đảo này trông ngon quá đi. Tuyệt vời. Hãy hát bản hit mùa hè này nào. Mình sẽ đưa bạn đôi mắt của mình. Mình sẽ tặng bạn ruột của mình. Mình là ánh sáng của buổi diễn đấy. Bạn có thể ăn hết đấy. Bạn có thể dùng một ít bánh. Đến lượt mình rồi. Và mình sẽ đưa bạn tay của mình. Và mình sẽ xé chân mình ra. Chúng mình sẽ không kết thúc đâu. Vì zombie tự dính với nhau mà. Anh ấy đẹp trai quá đi. Xin chào cưng. Ai đây? Chỉ là ác mộng thôi mà. Đuổi theo một con người không dễ như vậy đâu. Để làm được điều này, mỗi zombie phải kiểm soát được hình dáng của mình. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè này. Mình khởi động xong rồi. Bây giờ đến lúc kéo giãn rồi. 1 2 3. Ồ không, tay của mình. Mình lại cần băng dính 3.000 nữa rồi. Mọi thứ phải thật sạch sẽ. Ôi trời ơi, cái đó, mình cần nó ở đó đó. Cái gì? Ồ đúng rồi, bạn đến để xin việc sao? À vậy thì hãy điền vào mẫu đơn này đi. Cảm ơn bạn. Tên mình là Zombie. Bây giờ là chữ ký. Xong rồi nè. Cầm lấy đi. Chúng mình sẽ gọi lại bạn sau. Đúng là sinh vật kinh tởm mà. Mình đói quá rồi. Mình ban bữa trưa ra rồi đây. Cuối cùng cũng có. Nó có mùi ngon đấy. Khoan đã. Đây là burger não của mình. Mình ban cho bạn vài ngón tay nè. Dạ, được thôi. Mình cũng thích món này lắm. Ngon quá đi. Mình no rồi. Mình muốn ăn thêm vài ngón tay nữa. Zombie cũng rất quan tâm về ngoại hình của họ. Và vào ngày nghỉ lễ là thời gian tuyệt vời cho các liệu pháp thẩm mỹ họ yêu thích đấy. Bạn đang chọn bộ quy trình sao quý cô xấu xí? Như mọi khi chứ nhỉ? Vâng, nó phù hợp với mình nhất mà. Xong hết rồi nha. Đừng quên trả tiền đấy. Chà, rùng rợn cũng cần sự hy sinh nhỉ. Nhưng bây giờ bạn rất đáng sợ mà. Ồ, đúng là zombie. Bạn xấu quá đi, máy quay đã sẵn sàng chưa? Diễn nào, bạn có làn da quá khỏe và giống như người sống sao? Chúng mình sẽ nhanh chóng làm bạn hài lòng với công cụ tiếp theo của chúng mình đấy. Đây là chất nhờn thối rửa. Chỉ cần nhìn vào làn da mềm mại tươi mới này xem. Ưu, đó quá tốt đi. Nhưng với chất nhờn của chúng mình, sắc mặt hoàn hảo của bạn sẽ không còn phiền bạn nữa.
để trông thực sự đáng sợ. Hãy đeo chất nhờn thối rửa của chúng mình và đừng rửa đi nhé. Vé của mình đây. Vào đi, được rồi. Người tiếp theo. Bạn có thể vào rồi. Đây là bộ phim hài mình yêu thích đấy. Sweet Boy 2. Những con sâu quý giá của mình đâu hết rồi? Chúng ta hết đồ ăn rồi đấy. Mình hiểu rồi. Đây nè, trống trơn à. Mình nghĩ mình có ý tưởng này. Đợi tí nha. Ô, mình vẫn còn sót lại vài bộ não. Tuyệt vời, chúng vẫn còn tươi lắm. Ngon đấy. Zombie cũng thích các hoạt động ngoài trời nha. Con trai thì chọn câu cá. Hoan hô, mình bắt được cái gì rồi kìa. Lại thêm một bàn chân nữa. Hay quá. Hôm nay mình sẽ có món chân giò hầm rồi. Và các cô gái đang tìm kiếm món ngon gì đó trong rừng. Và đây là thịt người tươi. Mình sẽ làm món mắt caramel. Hoặc có thể mình sẽ nướng bánh bằng chúng. Tuyệt vời, giỏ của mình gần đây rồi. Bạn có thích video của chúng mình không? Thế thì hãy like video này, đăng ký kênh của chúng mình và đừng quên bấm vào chuông nha. Hẹn gặp lại!